Chào bác, em đang phải đóng bách trà cả các loại trà rừng và cho các anh khách tật này. Cho em hái và em sao được một mẻ. Đây chỗ này mới được một mẻ đó anh em. Các bác vào đặt sau thì các bác chờ em chút, tại vì mùa này mùa thu nên cái búp trà nó ra rất là chậm, mùa xuân nó ra nhiều hơn, nhanh hơn. Đây là loại bách trà đó nhé. Bách trà này là bách trà cổ thụ của cây rừng trên rừng cổ thụ này. Cái búp của nó một búp thôi nhá. Nhìn bác nhìn thấy tuyết trắng toát này. Và trà này uống thì rất là thơm và ngon, đó là một loại trà VIP nhất đấy, trà quý nhất đấy. Em phải đóng vào cái VIP này, em chuyển về cho bác thôi. Đây em chia túi nhỏ các bác dùng cho nó dễ. Mỗi túi này là khoảng tầm nửa cân các bác nhé. Đấy. Đây bác xem ở đây, bà trà em pha này, em pha ra để em vừa pha vừa uống vừa làm. Xem bạch trà nước của nó, nước rất là trong, trong vàng vàng nhẹ nhé. Đấy. Đây là hoa trà này các bạn này. Đây là hoa trà này. Hoa trà rừng cổ thụ. Đang đang mùa hoa mà em hái cái búp hoa của nó. Hoa này cũng rất là thơm. Cái vị hoa này sẽ thơm và ngay cái vị nó sẽ nhạt hơn một chút so với cái búp trà. Đây này. Để cho xem mình pha đâu. Cái hoa trà em pha này. Đấy, màu rất là đẹp, thơm lắm, thơm cực kỳ luôn, thơm ngát luôn. Ở đây là cái phần trà một tô một búp này, này. Đây này là một cái búp và một cái lá của nó nhé. Đây này, đó là nhìn thấy có một cái tiết búp này, tiết của nó búp này. Rồi uống nó sẽ đậm hơn, thơm lắm. Cái trà rừng này đặc điểm của nó là hầu như uống thì nó sẽ không đắng như kiểu cái trà chít trà mạn các bác hay uống đâu, chỉ ngâm ngâm đắng thôi thì nó sẽ ngọt hậu, nhưng cái vị thơm của nó thì rất là thơm, thơm đậm hậu rất là sâu. Và hai cái nước trà rừng này thì mình pha được rất là nhiều nước, các bác có thể pha được 5 đến 7 lần nước các bác nhé. Đây. Đấy. Đây em đã sẽ đóng túi hết tất cả những cái đồ này, em chuyển về lộ cho bác này. Đây. Đấy. Đây là gì này. Còn sẽ còn những cái loại trà chít và trà ống lam. Trên đây thì anh em trên bản làm nhiều cái loại trà, nhiều loại trà lắm. Em đến cái mùa nào thì em làm, thi thoảng em hái được thì em làm cho các bác đặt, các bác uống thưởng thức thôi. Đấy. Mỗi lần các bác pha, các bác chỉ pha cho em một chút này thôi. Đấy. Đấy thì các bác làm cần cái trà rừng cổ thụ này, các bác alo cho em dân giá. Các bác cái thì cái này thì đợi chờ là hơi lâu một chút nhá. Nên các bác chịu khó chờ cho em, vì cái này hái rất là lâu và hai là sao và phơi rất là lâu. Đấy. Và bây giờ em tiếp tục em đóng tiếp để kịp em chuyển về ra bến, em chuyển về các bác. Xin chào các bác nhé.